Cuối năm đến rồi, bố mẹ đã nghĩ ra quà gì tặng cho con chưa? Bé yêu hẳn đã rất cố gắng trong thời gian qua, bởi vậy nhân dịp sơ kết cuối kỳ, đừng quên tặng một phần thưởng nhỏ nhỏ để khích lệ, động viên tinh thần con nhé. Một bất ngờ, nhà Linh Chi đã ra đời đến giúp bố mẹ có một món quà vừa đáng yêu vừa thiết thực dành cho con. Với vẻ ngoài dễ thương, hình ảnh ngộ nghĩnh cùng hai màu sắc rất bắt mắt, xanh hoặc hồng, hộp bất ngờ hy vọng sẽ thu hút sự chú ý và mang đến niềm vui cho các bé khi nhận quà. Đúng như tên gọi của bất ngờ, quà tặng được đặt trong một chiếc hộp bí ẩn để tạo sự tò mò và kích thích các bé khám phá những món quà bên trong. Đặt trong hộp bất ngờ là 10 món đồ dùng học tập được chọn ngẫu nhiên màu sắc và kiểu dáng, bao gồm hộp màu, hộp bút, tập nốt, da lọc giấy, kim tài liệu, bút, hồ dán, thước kẻ, sticker và sổ A5. Đây là bộ dụng cụ học tập đầy đủ cho kỳ mới đã được Inchi lựa chọn rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho các con khi sử dụng. Đặc biệt, bộ sản phẩm này cũng là lựa chọn lý tưởng cho ban phụ huynh khi muốn tìm phần thưởng tổng kết học kỳ cho các bé. Tại sao ư? Bởi khi đặt hộp bất ngờ số lượng lớn, bố mẹ có thể tiết kiệm tối đa chi phí nhờ những chương trình ưu đãi cực sâu tại Inchi. Bố mẹ đừng chần chừ nữa, hãy đặt hộp bất ngờ ngay để cùng Inchi mang lại niềm vui cho các con nhé.